Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại với tôi. Bây giờ tôi sẽ mở một món đồ tôi mua Shopee về ở bên Trung Quốc nhé. Tôi mua mã này là hai đơn, à một đơn nhưng mà nó hai cái màn hình. Một là màn hình Vivo i7 nhé, hai là cái màn hình Vivo S1 Pro của Trung Quốc nội địa. Tổng ship của hai cái thì 742.711 đồng nhé. Bây giờ tôi sẽ mở hộp. Đây là hai cái sản phẩm này. Đây con này Vivo i7 nhá. 7 này, đây con này Vivo S1 Pro, V15 Pro nó cũng chung mã mà, X27. Này V11, V1i chung nhau. Cái này thì liền khung nhá. Đấy. Cái i97 là liền khung vì cái khung của máy này nó bị ấy, tôi lấy được không luôn. Còn với con này thì S1 Pro này thì nó vẫn tặng một cái này, một cái nó tặng cái này không liền khung, cái này mình phải ráp nhé. Mình tặng mỗi cái một cái cường lực luôn. Đó. Rồi. Tôi sẽ không quay kỹ về cái những cái đây đâu. Còn các bạn mua sản phẩm bấm link mô tả video bên dưới để mua sản phẩm giá rẻ như của mình nhé. Video mình sẽ làm dưới đây, qua nhà like, chia sẻ video, đăng ký kênh. Chào bạn.